Xin chào đón võ sư Cường Nguyễn Thần Phú Dạ, chúng ta đang quay không? Cường Nguyễn chúng ta. Cường Nguyễn chúng ta đang biểu diễn màn thái âm chiêu chân kiếm ở trên gốc cây đa. Chú cuội ngồi gốc cây đa nửa đêm thanh vắng sao đùi hàng Nga. Hàng Nga chẳng nói chẳng la, chú cuội được thế sao 3-4 lần. Hàng Nga tần ngẩn tần ngần. Chú cuội tần ngẩn tần ngần, hàng Nga lên bảo cái thằng đần kia. Và hôm nay chú Cường Nguyễn sẽ biểu diễn cho chúng ta môn võ thái âm chân kiếm ngồi trên gốc cây đa. Và anh cũng tựa như một hình tượng là chú cuội. Nghệ thuật đỉnh cao của những võ sư nổi tiếng trong khuôn khổ giải bóng đá Euro Cup 2012. Chủ yếu là quay độ đẹp trai của võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Nhảy à? Wow. Đẳng cấp cho một tài năng của một võ sư. Cường Nguyễn chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn đang theo dõi buổi thuyết trình võ thuật biểu diễn của võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Võ thuật này gồm có các hạng mục như các hạng mục bắn súng của anh. Có rất nhiều các loại súng như súng nước là anh rất nhiều. Anh bắn súng nước, anh bắn cứ chiêu chiếu. Các chị nào không cẩn thận là anh bắn súng nước chết võ mồm. Súng nước của anh là có mùi kiểu rượu chuối. Chiếc đao anh đang múa có trọng lượng rất nặng. Quý vị xem không cẩn thận là vào vòng mồm là vỡ mồm gãy hết các loại quai hàm. Không còn cái loại quai hàm nào nữa. Lúc anh đã múa rồi thì người nhập kiếm và kiếm nhập người. Theo giang hồ đồn đại là anh đã thành một tên kiếm ma. Ma kiếm, kiếm ma. Kiếm ma cho tên sát thủ Cường Nguyễn. Cường Nguyễn là đang xoay kiếm, cái kiểu kiếm ảnh. Những cú vòng xoay đẳng cấp của anh chỉ có tại Cường Nguyễn ta. Ok. Xin mời anh quay cho ngoài. Ok. Ta đi. Chói mà. Âm cầm nó tưởng nó nhẹ nhàng. Ta đi, nó quay riêng.